Xin chào các bạn, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc Orient Star. Chiếc này mới về ở kho của ICS. Đây là một chiếc mà xuất Mỹ cho nên cái hộp của các bạn có thể thấy là cái hộp nó khác hoàn toàn so với hộp chiếc Orient Star mà lần trước ICS đã từng mở hộp. Vì thị trường Mỹ nó khá là quan trọng cái hình thức cho nên cái hộp của nó cũng lại được làm đẹp hơn và đặc biệt là nặng hơn rất là nhiều. Mình sẽ mở hộp để mọi người thấy rõ cái sự khác biệt giữa cái hộp Orient Star xuất Mỹ như nào ạ. Đầu tiên chúng ta có một cái nắp hộp. Nắp này nó làm khá là chắc và rất là khó để đẩy lên. Đó, rất là chắc chắn. Khi mà mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy ở trong là một cái hộp da cực kỳ chắc chắn. Cái hộp da này thì nó có cái lớp da nó làm sần sần, sờ rất là sướng và không để lại dấu vân tay gì cả. Đó, ở dưới thì chúng ta không có gì cả. Như vậy là cái hộp ngoài này chúng ta chỉ đơn thuần là hộp vận chuyển thôi. Ở phía trong thì chúng ta khi mở lên, đó, chúng ta sẽ thấy dáng dấp của một cái hộp của Thụy Sĩ rồi. Và cái hộp này các bạn có thể thấy khác hoàn toàn những cái hộp mà Orient Star mà tôi đã mở hộp trước đây. Chúng ta sẽ có là cái sản phẩm là Orient Star Elegant. Và đây là sản phẩm màu Rose Gold. Ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa. Ở dưới đó thì chúng ta sẽ có sổ sách hướng dẫn sử dụng. Đó, tôi sẽ có hai quyển. Quyển màu ghi này là hướng dẫn sử dụng. Và cái quyển này chính là cái quyển mà sổ bảo hành toàn cầu của Orient và Orient Star. Chúng ta sẽ thấy các cái thông tin ở đây. Đó. Cái ngăn cuối cùng thì khá là khó để mở. Các bạn có thể thấy là chiếc này được xuất kho vào ngày 22 tháng 2 năm 2017. Đó. Cái hộp này thì thực sự là mình đánh giá nó cao cấp hơn rất nhiều so với cái hộp mà nội địa Nhật. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả chiếc Orient Star Elegant. Chiếc này tôi đã chụp ảnh lên và rất là nhiều bạn thấy đẹp. Tôi quay video để các bạn nhìn cho rõ hơn. Chúng ta sẽ có một sản phẩm và sản phẩm này có mã là SL09001W0. Đó. Với dòng SL thì chúng ta hiểu là nó sẽ là có dây da và chúng ta sẽ có cái bề mặt nó rất là đẹp. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Orient Star Elegant SL09001W0. Như các bạn có thể thấy là tổng quan thì nó có mặt dial màu trắng và có bộ case màu vàng hồng. Chúng ta sẽ có mặt dial được thiết kế cổ điển với kim cọc số La Mã và bộ kim mắt ngỗng. Trên được sơn xanh trên nền trắng. Tôi đang vặn cóp và các bạn có thể thấy là cái kim báo năng lượng ở góc 12 giờ nó đang lên. Đó, rất là chính xác. Chúng ta có kim báo năng lượng góc 12 giờ, logo Orient Star góc 6 giờ và chúng ta có lịch ngày ở góc 3 giờ. Bộ kim thì được làm bằng kim loại và được sơn xanh. Như các bạn có thể thấy là bộ kim này sơn xanh nó vẫn còn khá thô so với những sản phẩm của Thụy Sĩ. Tuy nhiên với một cái mức giá như vậy thì độ hoàn thiện này đã là rất tốt rồi. Các bạn có thể thấy là chiếc này được chia thành hai lòng. Ở chúng nó có một cái lòng trong và một có lòng ngoài. Lòng trong thì sẽ có các cái vân guloche và vòng ngoài thì chúng ta sẽ có là 12 cọc số La Mã. Ở ngoài cùng đó là cái vòng có điểm chỉ phút. Các bạn có thể thấy nó được phân chia thành 60 phút. Rất là rõ ràng để chúng ta xem. Đó. Chiếc này thì mặt dial được làm khá là tinh xảo, khá là đẹp. Đúng với cái chất lượng của dòng Orient Star. Nó cao cấp hơn so với Orient. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là rất là chi tiết khi tôi quay nha. Ở bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm. Và núm này có logo của Orient Star, chữ O và chữ S được cách điệu. Phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy in-house của Orient Star. Và các bạn có thể thấy là đáy sau lộ máy nhìn rất là đẹp. Xung quanh chúng ta có các cái thông tin ví dụ như chống nước 53 và serial number cũng như các thông tin khác. Sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Logo của Orient Star các bạn có thể thấy ở trên củ văng thì được mạ vàng rất là đẹp nổi bật trên cái nền này. Đó. Và chúng ta có thể thấy ở phía trong này có ghi rõ đầy đủ thông tin. Máy của chiếc Orient Star này thì được hoàn thiện kể cả ở trong nữa. Tất cả các chi tiết thép ở trong thì đều được đánh vân xoáy. Và ở phía này chúng ta sẽ thấy các cái vân xước dọc rất là đẹp. Đó, đẹp hơn hẳn so với những mẫu máy Orient thông thường. Một điều đáng tiếc ở chiếc này đó là nó thuộc cái phân khúc cao cấp Orient Star nhưng mà Orient Star vẫn trang bị cho nó đó là khóa thường, không phải là khóa bướm.
và thường cũng được khắc logo Orenstar và đường mạ rất là cao cấp. Đó. Chiếc này thì mình đánh giá là một chiếc có mặt dial rất là đẹp và nó có cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Nó chỉ có điều là mình thấy là nó thứ nhất là nó thiếu cái khóa bướm và thứ hai nữa là cái bộ kim này nó cần phải hoàn thiện tốt hơn. Bộ kim này chúng ta nhìn rõ là kim sơn xanh. Đó, nó không được hoàn thiện đẹp như của Raymond Well. Chiếc này thì đang được phân phối tại ICS với giá hơn 9 triệu đồng. Đó, giá hãng thì nó vẫn còn rất cao. Giá hãng nó cũng phải tầm 15 đến 17 triệu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của ICS.